Mặc dù có những chuyển biến tích cực về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, nhưng so với cả nước thì số vụ tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh còn ở mức cao. Nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn còn xảy ra, nhất là trong lĩnh vực thi công xây dựng, gây tổn thất không nhỏ về vật chất, tinh thần cho gia đình và xã hội. Tình hình an toàn lao động trong lĩnh vực thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh vẫn luôn diễn biến phức tạp, với nhiều vụ việc tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra. Thực tế này cho thấy, quy trình về an toàn lao động ở nhiều công trình xây dựng vẫn chưa thực sự được đảm bảo. Cái tai nạn lao động nó là các vụ việc nó xảy ra nhiều á, là chủ yếu là trong các lĩnh vực như là xây dựng là một nè. Tại hoạt động xây dựng hiện nay do là trong cái quá trình làm việc người lao động cũng có những cái là không tuân thủ hết quy định an toàn hoặc là không chấp hành đúng. Còn người sử dụng lao động cũng chưa có làm đúng cái trách nhiệm của mình là thực hiện về cái trang cấp, phương tiện bảo vệ cá nhân cũng như là làm xây dựng các quy trình cũng như tổ chức cái công tác giám sát để thực hiện tốt vấn đề này. Với đặc thù là địa phương đang trong tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh, rất nhiều công trình xây dựng công nghiệp dân dụng được triển khai trên địa bàn tỉnh. Song một vấn đề rất đáng lo ngại là ở nhiều công trình, công tác đảm bảo an toàn lao động dường như chưa được chú trọng. Đây là một thực tế đòi hỏi người sử dụng lao động chú trọng nhiều hơn nữa trong việc đảm bảo an toàn lao động cho công nhân tại các công trình, thực hiện đúng các nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động một cách tốt nhất. Nhà thầu thi công thì luôn đặt vấn đề an toàn lao động là hàng đầu lên trên hết, đảm bảo tất cả người lao động khi mà vào làm việc tại công trình là về huấn luyện về trang bị bảo hộ lao động, bảo hiểm tai nạn. Và anh em cán bộ kỹ thuật thường xuyên nhắc nhở cho anh em đảm bảo an toàn trong quá trình lao động, sử dụng trang thiết bị, máy móc, vật tư và trong suốt quá trình thi công công trình. Trong thi công xây dựng, nó đòi hỏi người lao động là cần phải có một cái nhận thức tốt hơn trong quá trình mà chúng ta chấp hành các quy định an toàn, cũng như là chúng ta phải làm sao là có một cái yếu tố là tự giác trong lao động, là một kỷ cương trong lao động, thì như vậy nó mới giảm thiểu được cái nguy cơ tai nạn lao động. Nguy cơ mất an toàn lao động trong lĩnh vực thi công xây dựng vẫn luôn tiềm ẩn. Nếu các doanh nghiệp và người lao động không có biện pháp tích cực phòng ngừa triệt để, thì tai nạn lao động sẽ còn tiếp diễn và gây ra những hậu quả khó lường.